Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái phần mềm Fanpage để chúng ta nghiên cứu cái book khai cuộc mà tôi update tháng 10 vừa rồi đấy. Ngoài cái vấn đề để chúng ta nghiên cứu book khai cuộc mới nhất, mặt khác thì cái phần mềm cờ tướng này nó còn hỗ trợ cho chúng ta cái việc học cờ, nó rất là hay. Đấy, những chức năng chính của phần mềm đó là các bạn có thể giải đáp những cái thế cờ tàn, hay là thẩm lại cái ván cờ đã đánh, hoặc là có thể bày ra cái hình chung cuộc để chúng ta thẩm định. Đấy, nói chung là cái phần mềm nó sẽ giúp ích rất là nhiều việc trong nghiên cứu học tập cờ tướng. Đây, điểm hình ví dụ như việc đầu tiên là chúng ta có thể giải những cái thế cờ mà chúng ta không thể giải được. Ví dụ như đây, ví dụ ở trên thiên thiên họ có bày một cái bàn cờ, các bạn có thấy đây, bàn cờ thế, chẳng bảo để người ta đố, chẳng may mà các bạn không phá được thì các bạn có thể cho vào phần mềm để nó hỗ trợ giúp các bạn giải. Đấy, ví dụ như cái thế bên này nhá, thì bây giờ các bạn muốn giải cái thế bên này mà các bạn xếp nguyên vào phần mềm software, cách xếp như nào, các bạn kích vào cái chữ vị trí quân cờ này, các bạn kích vào chữ chỉnh sửa tình huống, đấy, kích vào đó và nó ra cái bàn cờ phụ nha, các bạn kích vào lúc này đấy, để nó chống trơn bàn cờ và các bạn xếp cái thế cờ ở bên tay trái đấy, các bạn cứ xếp bên bên kia, bên nguyên cái thế cờ bên kia thôi đấy, chúng ta xếp nhanh vào đấy, để tôi xếp thế cờ bên đen vào đấy, các bạn có thể thấy đấy, tôi sẽ xếp cho mọi người. Sau khi chúng ta xếp hoàn chỉnh rồi thì chúng ta mới bắt đầu để giải. Các bạn cứ xếp y nguyên vào, xếp nó chuẩn xác vào là chúng ta có thể giải được cái bài tập này. Đấy, tôi đang bày quân để xếp rồi. Sau khi bày đúng cái thế cờ mà chúng ta cần giải đáp rồi thì các bạn kích chữ lưu đấy, và nếu như các bạn dùng bên đỏ nha, các bạn nhìn thấy hình cờ này chưa, và các bạn nhìn nó giải nha, các bạn muốn giải thì bạn kích vào cái ô đỏ này, software đi tiên, từ phần mềm đi tiên. Đấy, thì xong rồi các bạn ấn cái nút này là nó đổi vị trí quân cờ cho đúng về phía bên chúng ta, và các bạn có thể thấy là nó giải luôn đấy chưa, nó nhảy mã chiếu đấy, thì chúng ta cũng làm bài tập chúng ta kích bên kia nhảy chiếu đấy, các bạn có thể thấy đấy, bên kia vật pháo về thì các bạn cũng đi y hệt thế để cho phần mềm nó xử lý đấy, vật về đấy, và các bạn thấy là nó tiên chiếu thì các bạn cũng vào đây, các bạn tiên chiếu đấy, xong bên kia đi nào đỡ thì các bạn cũng đi vào y hệt như thế để phần mềm nó xử lý. Đấy, nó giật chiếu đấy, bên kia đi như nào thì bạn đi y hệt thế đấy, chém chiếu cũng chém chiếu, nó xuống tướng rồi các bạn đâm chiếu, thế là thua đấy. Đây là một cái tính năng cơ bản của phần mềm thiên thiên. Khi chúng ta không giải được bài tập thiên thiên thì chúng ta có thể cho vào phần mềm để chúng ta hỗ trợ đấy, hoặc là các bạn có thể đánh online. Ví dụ như tôi vào tôi đánh một ván cờ 5 phút cho các bạn xem, sử dụng phần mềm kích vào chỗ 5 phút, 10 phút này. Đấy, 5 phút đấy. Và các bạn muốn đánh với cả dùng phần mềm, các bạn đánh cả cái này thì các bạn cứ để cái phần mềm ở bên này nhá. Đấy, xong rồi các bạn kích đánh. Ví dụ như các bạn được đi trước thì bạn kích nút đỏ như này. Đây, kích nút đỏ, xong rồi các bạn xoay quân, xoay cái chiều bàn cờ đấy cho đúng. Đấy, xoay cho nó đúng và các bạn đánh thôi. Đấy, ví dụ như thế này, ví dụ bên đen nhé thì các bạn kích bên đen này. Đấy, ví dụ bên đen, ví dụ như bên này nó lên tượng đấy, thì các bạn xem thúc tốt đấy, thì phần mềm nó đi cái gì thì các bạn đi y nguyên như thế đấy, ví dụ lên mã. Đấy, đây là cách để các bạn dùng phần mềm để các bạn chơi online trên mạng đấy, các bạn có thể đi y hệt như thế. Đấy, ok rồi, nó đi như nào thì bạn đấy, vào phần mềm nó đi như nào thì các bạn đi lại trên thiên thiên đấy. Nhưng mà đây là tôi thử nghiệm các tính năng thôi, còn khi các bạn chơi online thì các bạn không nên đánh, các bạn không nên đánh, tại vì như này là ăn gian, nó không hay, các bạn chỉ để dùng thẩm lại các bạn đánh thôi đấy, chứ còn đánh như này thì người ta mà đánh thì người ta không thể nào thắng được phần mềm của chúng ta được, các bạn lưu ý như thế, tại vì sức người không thể nào thắng được phần mềm được. Đấy, các bạn lưu ý nhé, là các bạn không nên dùng cái này, tôi cũng không bao giờ dùng cái này, vùng phần mềm chúng ta thì thẩm lại các bạn đánh thôi,
đây là một cái ví dụ minh họa để những cái tính năng của phần mềm đây. Đấy, nên là nhiều người chơi dùng phần mềm chơi ăn gian, tức là người ta chơi như này này. Đấy, người ta chơi ăn gian, tức là thì đương nhiên người ta chơi ăn gian, người ta dùng phần mềm ta đánh thì không ai đỡ được, kể cả vương thứ nhất cũng không thể thể đỡ được phần mềm. Đấy, nên là các bạn không nên sử dụng phần mềm các bạn chơi online. Các bạn chỉ để thẩm lại các bạn đánh thôi khi mà chúng ta thi đấu xong. Đấy, các bạn thấy không? Tiền tạo. Đấy, và các bạn có thể thấy là và các bạn có thể xem được điểm số. Đấy, điểm điểm số đây là các bạn biết được bên nào đang ưu, bên nào không ưu. Đấy, các bạn nhìn nó chạy đây. Đấy, các bạn có thể đây điểm số như này là các bạn biết là bên bên chúng ta ưu rất là nhiều. Đấy, cái điểm số màu đỏ là bên chúng ta ưu, màu xanh là bên đối phương ưu. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nói chung là sức họ không bao giờ đánh thắng được phần mềm cả, đấy là một điều chắc chắn. Đấy, bây giờ đánh thử một ván 5 phút cho các bạn xem để các bạn hiểu các tính năng của phần mềm. Đấy, như này là đối phương thua rồi, chắc là không không thể chống đỡ được. Đấy, nói chung là đánh như này thì bạn cứ thấy phần mềm nó đi cái gì thì các bạn đi đi đúng vào phần mềm thiên thiên thôi. Đấy, khi nó về pháo, đấy các bạn nhìn này, nó bình ra để nó bắt con mã. Như này thua rồi. Điểm số thì nó sẽ hiện ở đây để các bạn nhìn thấy nhá. Đấy, ok, các bạn có thể nó vật để nó ăn vào sĩ tâm này, nó chém vào sĩ tâm này là hết cờ. Nếu bên này nói bên kia không nhìn thấy là được an tâm, đấy nó có ăn luôn là thắng đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cách nhưng mà không nên khuyến khích. Và nói chung là nếu như các bạn dùng phần mềm ấy, thì các bạn để thẩm lại các ván đánh thôi. Ví dụ như các bạn, ví dụ như tôi đánh ván cờ tôi muốn thẩm lại thì các bạn thẩm lại các ván đánh thôi. Ví dụ như ván tôi đánh đánh 9.2 đây này, chẳng hạn như này. Đấy, và các bạn có thể dùng phần mềm như này để các bạn thẩm lại thôi. Đấy, ví dụ như các bạn kích vào nút này là nó phân tích chế độ phân tích cho cả hai bên, là các bạn có thể thấy là nó phân tích nước đúng sai. Ví dụ như chúng ta xem đây và khóa cung này là chúng ta sẽ có thể nhìn được nước nước đúng nước sai. Ví dụ trong này đấy thì chúng ok đấy, ví dụ như này các bạn nhìn thấy chưa, và các bạn có thể phân tích lại là nó hiện lên điểm số là bên kia đi nước nào sai. Đấy, các bạn nhìn này, nước chuẩn là lên hà nhưng mà đối phương người ta đi như này là không không mạnh. Đấy, và các bạn thấy không? Mở tốt. Đấy, đối phương người ta lên mã, lên mã thì chúng ta lên mã. Đấy, bên này tấn xe thì chúng ta lên tượng. Đấy, đối phương họ đè vào đây, các bạn có thấy nước đè vào đây là nước yếu này, dẫn đến điểm số của chúng ta dương 382 điểm. Đấy, chúng ta bốc mã lên. Đấy, đối phương họ chạy sang xe đây, các bạn chạy xe đây và lúc này các bạn nhìn điểm số là 400, cứ một điểm số màu đỏ là chúng ta ưu, màu xanh là đối phương ưu, thì ưu chúng ta ưu 367 điểm như này là ưu rất lớn. Đấy, và tới đây thì nó bảo là bên đen chúng ta lên đi nước pháo vào đây. Đấy, nhưng mà tôi không đi, tôi lên sĩ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, lên sĩ và bên này đi nước cờ này là chuẩn, nhưng mà trong thực tiễn bên này đi nước cờ này lại làm cho điểm số của chúng ta dương lên 493 điểm. Đấy, và chúng ta thí đấy, và nó sẽ chỉ cho những nước cờ, ví dụ như nó bảo là tới đây bên đen phải đi này là cao nhất nhưng mà trong thực chiến tôi lại đi nước cờ này. Đấy, thì sau này khi đánh xong ván cờ là các bạn cho vào phần mềm để các bạn phân tích để chúng ta rút ra những nước là mạnh, nước là yếu để chúng ta chỉnh cờ, hoàn thiện cờ hơn. Đấy, các bạn nhìn ra thì cái nước này nước thấp là nghĩa là nó bảo là phải đi nước này rất là cao. Đấy, các bạn dùng chưa? Rồi, à bên này nó tấn xe xuống đây là nước thấp, nó bảo phải chạy xe sang đây. Đấy, ok, đấy, ví dụ, đấy, nó bảo đi này vẫn là cao nhất chứ không phải nước này. Đấy, ví dụ các bạn thẩm lại bàn đánh thì các bạn làm như thế nhá. Rồi, ví dụ như bây giờ tôi sẽ giải một thế cờ tàn. À, thế cờ tàn, đấy, ví dụ như các bạn gặp những cái thế cờ tàn như này. Đây, các bạn có thể thấy đây là một cái thế cờ tàn của bên đây. Đấy, ví dụ như các bạn làm vào trang web, các bạn làm bài tập tàn cuộc. Đây.
đúng không? Thì nếu như mà các bạn làm cái bài tập này trong cái trang web học cờ từ .net này không giải được thì các bạn có thể xếp vào phần mềm để nó trợ giúp. Đây là nút quay bàn cờ nhá. Thì cách này thì các bạn kích ở vị trí quân cờ, hoặc là các bạn để con chuột ở đây, bạn nháy chuột phải được. Xong các bạn kích vào chữ chỉnh sửa tình huống. Xong các bạn kích vào đây để nó xóa hết quân cờ đi để chúng ta bày cho nó nhanh. Đấy, ví dụ bày vào đây, con xe đen đây. Chúng ta xếp nguyên là con đây, con mã đây. Đấy, nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Đấy, ok, xong chúng ta kích chữ lưu. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và bây giờ chúng ta kích ở bên đỏ. Đấy, nhưng chúng ta quay ngược lại để cho nó cùng chiều rồi. Bây giờ các bạn có thể thấy là bây giờ chúng ta áp dụng luôn. Bây giờ hình này thì bên đỏ đi tiên nhá. Các bạn có thể thấy là ví dụ như các bạn cho vào phần mềm để tôi xem nào. Vị trí quân cờ. Ok rồi, lưu. Quay ngược này. Rồi, ví dụ như ở cái phần này thì mình đã xếp nhầm rồi. Chỉnh sửa tình huống là lưu đây. Ok, đây. Đấy, ví dụ như ở cái bài này đấy, đầu tiên nó là lên tướng thì các bạn cho vào đây, bạn cũng đi luôn lên tướng như này. Xong rồi bên này nó đỡ như nào thì các bạn cũng cho vào đây. Để ở đây, ví dụ như đấy, bên này ra tướng, các bạn nhìn chưa? Đấy, thì là bạn đâm chiếu điểm số, các bạn có thể thấy là 1800 là chúng ta rất là yêu. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ trợ giúp như này. Đầu tiên là chúng ta sẽ giải bằng tay. Nếu đoạn nào mà chúng ta không hiểu thì chúng ta xếp vào đây để nó sẽ giải cho các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy. Nhưng mà nó sẽ không giải thích cho các bạn là những nước thoái xe vào đây làm gì. Nó thoái xe đây để nó thoái con mã về đây, nó kết hợp. Đấy, bên này xuống tướng thì các bạn có thấy là nó thoái mã bắt xe. Đấy, thì các bạn cứ đi ở phần mềm này trong xong cho vào bên kia đỡ nhà thì bạn có thể thực dụng. Cái này là để một cái phương pháp để hỗ trợ học cờ cho nó hiệu quả. Đấy, ví dụ như nhiều cái bài cờ tàn các bạn có thể thấy là các bạn không thể giải được thì các bạn có thể dùng phần mềm. Tại vì nhiều khi các bạn không thể hỏi tôi liên tục được, tôi chỉ trả lời trong một cái thời gian nhất định thôi. Đấy, các bạn có thấy không? Và bây giờ bên kia vào tướng rồi thì các bạn thấy là nó hạ tượng thì các bạn cũng đi như này để nó chém vào sĩ này. Đấy. Bên này về sĩ rồi, các bạn có thể thấy là nó tiến bắt sĩ đây này, nó tiến bắt sĩ rồi. Bên kia cứ đi nào thì các bạn đi lại thôi. Đấy, bên kia chạy đây rồi, các bạn có thể thấy là nó vỗ chiếu bên kia phải về sĩ rồi, nếu không thì bất sĩ rồi. Điểm số đang dương 2000 này là rất là yêu. Đấy, lém con mã như này, bên kia tiến xuống như này, rồi xuống tướng. Đấy, bên kia chạy ở đây. Đấy, thì các bạn đi nguyên cho nó giải. Cái thế cờ tàn này nó cũng làm thế cờ tàn khó đấy. Xe mã lên xe đu xí. Chiếu. Lên tượng. Lúc sau nó lém con mã bằng ngũ là thua rồi. Đấy, bên này phải vào đây. Nó lại treo tượng lên. Đấy, để không cho cô. Đấy, cái thế cờ tàn này mà không có đôi tượng là hòa đấy nhá, các bạn lưu ý. Đấy, chiếu, các bạn có thấy là phần mềm nó đi rất là nhanh. Đấy, bây giờ thì không chạy ra đây khâu được nữa tại vì có con tượng rồi. Đấy, lên bên này phải về sĩ và các bạn có thể ném con mã bằng ngũ như tôi đã nói từ trước ấy, thế là thắng. Bên này chắc chắn là phải không biết đỡ như nào, các bạn có thể xem nó lên tướng. Ok, nó ném mã này là thua rồi, phải sang tướng rồi, không có nước nào khác. Đấy, đây là pháo mã phong vân. Đấy, nó sẽ lém như lém xe ra đây, các bạn có thể thấy, để cho tướng vào vị trí xấu. Vào, nó lại đâm, chắc chắn là phải thượng rồi, không thể xuống được. Đấy, các bạn thấy không, nó chạy sang bắt sĩ. Đấy,
thua rồi, lên sĩ là tướng ở trên lầu cao thì nó giật xe về là thua. Chiều các bạn cứ thấy thế thôi, nó đi như nào thì các bạn đi lại ngược lại bên cái kia. Ok đấy, các bạn thấy là xuất tướng nó rất là cao, lấy mặt tướng. Bây giờ nó còn không thể ăn sĩ, ăn sĩ như vừa rồi thì nó thắng ngay. Chiếu đây thì nó xuống rồi. Đánh là mặt. Đây, các bạn thấy là vỗ chiếu và thoái mã ở đây là hết, nên là ép bên kia phải xuống tướng. Đấy, thì cũng thua thôi, nó vỗ chiếu. Đấy các bạn thấy không? Phần mềm nó đánh cờ tàn cũng rất là chuẩn xác, hầu như là không không thể đỡ được sang tường. Đấy, thoái đây bắt buộc phải ăn xe về rồi, tại vì thượng lên nó đâm này hết và ăn xe về thì đương nhiên là thua rồi. Đấy, ăn xe về thì nó đánh mà là thua rồi. Đấy, rồi chúng ta xem nó đánh lốt cho nhanh. Đấy, bên này lên sĩ chạy ra. Ăn lốt sĩ, bạn thấy lấy mặt tướng hết được đi sao. Đấy, các bạn thấy chưa, ứng dụng của phần mềm nó rất là đa dạng. Đấy, và các bạn có thể thấy là cách chỉnh thì rất là dễ thôi, nó có toàn ngôn ngữ tiếng Việt đây để các bạn chỉnh thôi. Đấy, và các bạn có thể là khi các bạn muốn khởi động lại ván cờ từ đầu thì các bạn kích vào nút này. Đấy, và các bạn có thể thấy là đây là book, book tức là khai cuộc. Ví dụ như các bạn muốn luyện trận kích từ này, các bạn một cái nút tua lại là lúc này nhá. Đấy, tua lại lúc này và nút đổi chiều bàn cờ là đỏ đen như này, dùng rất là dễ thôi. Ví dụ như các bạn muốn luyện búc phó đầu và phó đầu thì các bạn có nhìn thấy là thứ tự là nó đỡ bình phong. Đấy, về chúng các bạn có thể luyện theo hướng tam binh hoặc là có thể luyện theo hướng này. Đấy, búc nó rất là nhiều. Đấy, tự đi nước nào là nó có trong hệ thống búc của tôi hết rồi. Đấy, thất bại thất bại. Đấy, có nhiều biến là tân 6 này lên mã đấy, biết rồi. Nhưng cái biến số 1, số 2 là biến mạnh nhất. Đấy, chẳng hạn như thế. Đấy, thế thôi. Đây các biến của bên đi tiền này. Đấy, các bạn có thể thấy là những cái đòn rất là mạnh và mới đều có trong hết đây. Đấy, búc nó rất là dài. Ví dụ nhá, không đi nước cờ giống búc, đi nước cờ thượng tướng này chẳng hạn, là nó không có trong búc và nó làm cho bên của chúng ta yếu luôn này. Và các bạn muốn xem điểm số, các bạn kích ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy điểm điểm như này là bên 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 bên, bên này âm những 1.300 điểm, bên bên đỏ âm 1.300 điểm. Đấy, nhìn được điểm số là các bạn có thể thấy thấy ngay, tức là bên bên đỏ là âm 1.300 điểm. Đấy nhá. Đấy, nói chung là dùng cũng rất là dễ, và các bạn có thể thế chọn các cái chế độ này và hiển thị các mẫu quân bàn cờ ở đây. Đây này, mẫu quân bàn cờ các bạn có thể chọn màu sắc quân bàn cờ đa dạng. Đấy, đều có rất là đấy. Và phần này phần school đây là cũng có thể để các bạn giải các bài tập. Đấy, các bạn giải bài tập trong cái phần mềm nó có rất là nhiều kho và bài tập cờ rất là hay cho mọi người. Đấy, các bạn có thể thấy rất là nhiều. Ví dụ phần A này là phần sát phạt cơ bản, phần B này là phần 100 tàn cục thực dụng, và phần C này là sát cục cơ bản định thức, phần D này là 300 trung cục diệu thủ, phần E này là binh pháp toàn cục, phần F này là giang hồ bài cục. Đấy, để cho các bạn làm thêm. Cái này nó có cả kho bài tập làm. Đấy, các bạn nhìn ra. Đấy, các bạn kích vào ngay phần school này. Đấy, school. Đấy, các bạn thích làm phần sát phạt cơ bản thì bạn kích phần A, các bạn chọn các cái bài của nó ra. Đấy, sát phạt cơ bản đánh nhau. Ví dụ như các bạn muốn muốn giải các bài này nhá, thì các bạn kích cho nó bên đen. Đấy, và các bạn đánh. Đấy, chiếu. Đấy là máy nó tự đỡ chiếu. Đấy, chiếu. Các bạn luyện cái này cũng rất là hay. Chiếu. Đấy, chiếu. Đâm hết. Đấy, là bạn đã thắng. Đấy, xong các bạn lại kích được school. Tiếp là các bạn mở cái bài số 2. Đấy, bài số 2 đây. Đấy, thế là các bạn lại giải tiếp. Các bạn khi mà các bạn làm bài tập đây nhé, các bạn phải kích vào bên đen để cho software nó bên đi hậu nó đỡ. Đấy, đâm chiếu. Đấy, các bạn chém chiếu mà ăn về đâm chiếu. Đấy, thế thế là hết.
Đấy, các bạn lưu ý nhá. Rồi. Và các bạn có thể thể làm các cái bài tập tiếp theo đấy ở ở trên cái phần school này. Đấy. Phần A các bạn làm bài số 2 rồi thì các bạn có thể tiếp tục làm bài số 3. Đấy, nhưng lưu ý là phải kích cho nó bên đen để các bạn luyện bên đỏ đấy nhá. Ví dụ đấy để các bạn cho máy nó đỡ, nếu như các bạn thắng được máy thì giỏi. Đấy. Cắm vào đây để chúng ta đánh ra tâm mà thua. Đấy, chẳng hạn như thế. Rồi, chém chiếu đi. Đấy. Cho pháo nó về đi và các bạn có thể thấy là giật vào đây. Đấy, các bạn phải cho máy nó đỡ. Lưu ý nhá, các bạn phải cho máy nó đỡ. Ví dụ các bạn bình nó bắt tượng. Đấy. Đấy, bình nó bắt tượng. Đấy. Còn ăn đấy các bạn phải cho máy nó đỡ thì các bạn luyện trình độ nó mới cao lên được. Đấy, chứ đừng 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 dùng dùng máy nó ấy. Cách luyện này rất là hay. Đấy. Và ăn đi. Nếu như các bạn đánh nhà thắng thì các bạn hiểu rõ về về cờ tàn. Còn các bạn mà không không thắng được thì các bạn sẽ không hiểu rõ về cờ tàn. Đấy. Và các bạn có thể tắt cái nút hiển thị này để nó không không muốn cho nó gợi ý thì các bạn có thể kích vào chữ hiển thị này và tắt đi không bao giờ, tức là lúc chúng ta làm bài tập thì chúng ta tắt cái nút gợi ý đi. Đấy để chúng ta cho nó giỏi. Đấy, các bạn hình dung chưa? Lưu ý là thế nhá. Đấy, và các bạn chạy đây các bạn đấu xe. Đấy, nên nên là lúc lúc đấy các bạn không không lên bật cái hiển thị, khi nào xong bài tập thì các bạn mới bật cái hiển thị. Đấy. Rồi, về sĩ là thắng rồi. Đấy. Trong này thượng tướng lên. Đấy, các bạn ra đây. Đó, chuyển ra đây thì là thắng. Rồi, xuất tướng ra bắt con sĩ tâm. Chiếu. Chiếu. Ăn sĩ tâm và bắt lốt con sĩ này. Đấy. Chiếu. Đấy, bạn đã thắng đấy nhá. Đấy, ví dụ tắt đi xong rồi các bạn có thể làm các bài tập khác sau, và các bạn có thể sang cái phần chung cuộc diệu thủ chẳng hạn. Đây này, đấy, cái các bạn chọn cái bài số 1 đấy và các bạn làm cái nào để thắng được những bài này thì các bạn để cho nó bên đen và các bạn dùng bên đỏ các bạn đánh. Đấy, luyện cái này rất là hay nhá. À, cái này thì các bạn tua lại. Ok nhá. Thì nói chung là cái việc sử dụng cái phần mềm này nó cũng dễ thôi. Đấy, tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Nó dùng nó rất là dễ. Nó đều có tiếng Việt đây và đặc biệt là book thì các bạn muốn xem book thì các bạn click này. Đấy, luyện các loại khai cục đều có, hoặc là các bạn có thể thẩm lại ván cờ xem book. Đấy, và cái phần mềm này đánh rất là hay, rất là mượt, rất là nhẹ. Thì cái này tôi bán cho học viên là để update book tháng 10 là chính thôi. Còn cái phần mềm Fanface này là tặng đi kèm, tặng thêm cả cái bộ bài tập như này thì bán cho học viên là 500k. Đấy, còn các bạn nào không phải học viên muốn mua cái phần mềm và book này thì là giá là 1 triệu. Đấy, các bạn có thể liên lệ cho tôi với qua cái số điện thoại Zalo đấy để mua cái book update tháng 10 mới nhất này và được tặng kèm với phần mềm Fanface dùng rất là hay này. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.